Xin chào quý vị và các bạn Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ HD Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất Những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày trên kênh tin tức 24 giờ HD Đến với bản tin ngày hôm nay Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây Vụ bay lắc trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 Hai người bị đề nghị tử hình Vì sao cần bốc thăm xác minh tài sản cán bộ Bắt hai người trong nhóm bảo kê vật liệu xây dựng ở Hà Nội Vụ bay lắc trong bệnh viện tâm thần trung ương 1, hai người bị đề nghị tử hình. Thưa quý vị, Nguyễn Xuân Quý, người cầm đầu đường dây chợ ma túy, mở phòng bay lắc ngay trong bệnh viện tâm thần trung ương 1 suốt thời gian dài, bị đề nghị tuyên phạt mức án tổng hợp là tử hình với ba tội danh. Chiều ngày 30 tháng 8, kết thúc phần thẩm vấn, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đã đề nghị Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quý, 38 tuổi, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, tổng hợp mức án tử hình về các tội mua bán trái phép, tổ chức sử dụng trái phép, tăng trữ trái phép. Bị cáo Nguyễn Văn Ngọc bị đề nghị mức án tổng hợp là tử hình với hai tội mua bán, tổ chức sử dụng trái phép. Cùng hai tội danh này, bị cáo Nguyễn Công Thường bị đề nghị trung thân, Nguyễn Trung Nguyên bị đề nghị phạt 25 năm tù. Đỗ Thị Lưu, 53 tuổi, trưởng khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, bị đề nghị mức án 2 đến 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Năm bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 5 năm 6 tháng đến 7 năm 6 tháng tù về các tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, Nguyễn Xuân Quý là người đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần. Khoảng cuối năm 2020, quý tự cải tạo bổ bệnh thêm một phòng riêng có hệ thống loa, âm ly, đèn nháy phục vụ việc bay lắp giao dịch mua bán ma túy và tổ chức sử dụng ma túy. Ngoài ra Quý còn tổ chức hệ thống gồm nhiều người khác tham gia mua bán ma túy ngay trong bệnh viện. Quý khai khi cải tạo xong buồng bệnh thì trưởng khoa Đỗ Thị Lưu cùng điều dưỡng trưởng có biết và nhắc nhở yêu cầu tháo rỡ nhưng Quý không thực hiện. Đang chú ý, Quý còn khai để được bao che đã mua chuộc bằng cách hàng tháng nộp phế cho bác sĩ Lưu 6 đến 10 triệu đồng. Việc đưa tiền này nhằm mục đích để Quý được đưa bạn bè, người lạ vào buồng bệnh mà không bị nhắc nhở. Trái lại, bà Lưu khai có biết việc Quý tự ý cải tạo phòng bệnh đã yêu cầu tháo dỡ nhưng quý không thực hiện. Do quý là bệnh nhân tâm thần hay chửi bới bác sĩ nên bị can Lưu chỉ nhắc nhở một lần và không báo cáo lãnh đạo. Bà Lưu cũng phủ nhận việc thu tiền phòng hàng tháng của quý, khai không biết việc quý tổ chức mua bán, sử dụng ma túy tại phòng bệnh. Viện Kiểm sát cho rằng, mặc dù bà Lưu phủ nhận nhưng căn cứ lời khai của quý và một số cán bộ bệnh viện đủ cơ sở xác định bị can Lưu phạm tội, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị can Lưu vì động cơ vụ lợi và động cơ cá nhân khác đã không quyết liệt yêu cầu quý tháo rỡ phần cải tạo phòng bệnh, dẫn đến việc quý đưa người lạ vào khoa, tổ chức sử dụng, mua bán ma túy ngay trong bệnh viện. Theo cáo trạng, Nguyễn Xuân Quý còn lôi kéo các nhân viên y tế trong khoa là Vũ, Huệ, Hạt cùng sử dụng ma túy. Cụ thể, ngày 1 tháng 2 năm 2021, Quý được Huệ mời dự tiệc sinh nhật tại khoa nên cảm ơn bằng cách cho điều dưỡng này và bạn bè bay lắc trong phòng. Cả nhóm dùng ma túy từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Tiếp đó ngày 13 tháng 3 năm 2021, hai bị can Huệ và Hạt cùng một số người khác hẹn nhau tổ chức bay lắc ngay trong bệnh viện. Hai nữ điều dưỡng và hộ lý này đã trực tiếp gọi và sang phòng của Quý để xin ma túy. Tối hôm đó, cả nhóm này đã cùng sử dụng ma túy tại phòng âm nhạc của khoa phục hồi chức năng. Đến nửa đêm thì rủ nhau sang phòng Quý tiếp tục bay lắc. Vì sao cần bốc thăm xác minh tài sản cán bộ? Thưa quý vị, bản kê khai tài sản Thu nhập của cán bộ không nằm yên trong ngăn tủ như trước mà sẽ được xác minh một cách ngẫu nhiên. Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 với dự kiến xác minh tại 12 trong số 131 đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Việc lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập tại mỗi đơn vị tiến hành bằng hình thức bốc thăm ngẫu nhiên. Đây là kế hoạch thực hiện theo luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và nghị định 130 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Như vậy, không riêng gì Hà Nội mà việc này sẽ được thực hiện ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên toàn quốc theo quy định pháp luật. Sau thông tin nêu trên, nhiều ý kiến băn khoăn vì sao một việc quan trọng như xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ mà lại áp dụng cách thức bốc thăm, có vẻ thủ công và mang tính may rủi. Chúng ta biết rằng kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập là một trong những biện pháp phòng, chống tham nhũng phổ biến trên thế giới. Việt Nam áp dụng biện pháp này từ nhiều năm nay với số lượng bản kê khai theo quy định cũ là hơn 1 triệu bản mỗi năm. Một vị nguyên lãnh đạo cục chống tham nhũng, thanh tra chính phủ từng ước tính, nếu mỗi người cần nửa ngày làm việc để hoàn tất bản kê khai của mình, hàng năm có tới nửa triệu ngày công dành cho việc này. Số lượng bản kê khai rất lớn, song hiệu quả của biện pháp trên lại chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Có những năm trong số cả triệu bản kê khai chỉ phát hiện được vài trường hợp không trung thực, trong khi đó nguồn lực dành cho việc kê khai, in ấn, lưu trữ là rất lớn. Sau khi tổng kết thực tiễn, Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 đã được thiết kế theo hướng mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập và chia thành hai nhóm: kê khai lần đầu và kê khai hàng năm. Theo đó, tất cả cán bộ, công chức, gồm những người mới được tuyển dụng, sĩ quan quân đội Công an và người giữ chức vụ từ phó phòng trở lên tại các đơn vị sự nghiệp công lập đều phải kê khai tài sản, thu nhập. Đây là nhóm kê khai lần đầu, nhóm phải kê khai hàng năm thu hẹp hơn, gồm người giữ chức vụ từ giám đốc sở trở lên, người làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc với người dân. Như vậy, nhóm phải kê khai hàng năm thu hẹp hơn và luật đã bổ sung quy định về việc xác minh theo lựa chọn ngẫu nhiên. Chúng ta hình dung các bản kê khai được cất vào ngăn tủ của tổ chức, chỉ bị đưa ra xác minh trong một số trường hợp như khi có dấu hiệu rõ ràng về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, có biến động tăng về tài sản, thu nhập từ 300 triệu đồng trở lên so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó mà cán bộ giải trình không hợp lý về nguồn gốc, có tố cáo về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực và đủ điều kiện thụ lý theo quy định của luật tố cáo, hoặc tôi yêu cầu kiến nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền. Ngoài các trường hợp trên, nay bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ không nằm yên trong ngăn tủ như trước mà sẽ được xác minh một cách ngẫu nhiên, không cần bất cứ điều kiện nào. Qua đó đề cao tính tự giác, trung thực của người kê khai. Số lượng người được lựa chọn để xác minh ngẫu nhiên phải đảm bảo tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm tại mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị được xác minh, trong đó có ít nhất một người là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu. Theo quy định thì việc lựa chọn ngẫu nhiên này sẽ thực hiện công khai bằng hình thức bốc thăm hoặc sử dụng phần mềm máy tính. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có trách nhiệm mời đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp dự và chứng kiến việc lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh. Đến đây chúng ta có thể thấy rằng, biện pháp xác minh tài sản, thu nhập bằng lựa chọn ngẫu nhiên là một điểm mới, một bước tiến của Luật phòng chống tham nhũng năm 2018. Đây hoàn toàn không phải là một biện pháp thủ công hay may rủi, điều quan trọng là nó thực hiện công khai và đảm bảo công bằng. Các bản kê khai đều sẽ được xác minh lần lượt theo quy định. Trong thời gian đầu áp dụng việc này, số lượng 10% có thể phù hợp để các cấp có thẩm quyền tập trung nguồn lực xác minh thật tốt và rút kinh nghiệm về cách làm. Tuy nhiên tôi cho rằng cần tăng dần để làm sao ngày càng có nhiều bản kê khai được xác minh, kể cả theo cách thức lựa chọn ngẫu nhiên hoặc đột xuất để biện pháp trên phát huy hiệu quả quá trình xác minh cần đảm bảo đúng quy định, khách quan và làm rõ được tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai cũng như nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm. Kết quả xác minh phải công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ, công chức thường xuyên làm việc để mọi người cùng biết. Mỗi cán bộ, công chức cần có tâm thế là bản kê khai tài sản, thu nhập của mình sẽ được xác minh bất cứ lúc nào. Đây coi là việc bình thường và nhẹ nhàng. Cây ngay không sợ chết đứng. Nếu có cử tri hỏi, tôi sẽ trả lời rằng bản thân luôn sẵn sàng cho việc được xác minh này. Bắt hai người trong nhóm bảo kê vật liệu xây dựng ở Hà Nội. Thưa quý vị, nhóm của Hương Đen thâu tóm toàn bộ hoạt động kinh doanh, vận chuyển phế thải và vật liệu xây dựng với mức giá cao hơn thị trường. Khi có đội thợ khác đến địa bàn của mình làm việc, nhóm này sẽ đe dọa, ngăn cản, đập phá xe. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và Công an quận Tây Hồ vừa triệt xóa ổ nhóm bảo kê, hoạt động xây dựng và vận chuyển vật liệu, phế thải ở các quận Tây Hồ và Bắc Tử Liêm. Công an cũng bắt giữ hai nghi phạm liên quan, gồm Đặng Văn Thanh, 30 tuổi, trú tại Phúc Thọ, Hà Nội, và Hoàng Trung Thành, 32 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa, để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo điều tra, Nguyễn Thị Lan Hương, 43 tuổi, còn gọi là Hương Đen, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, thành lập công ty Lan Hương, chuyên mua bán kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn quận Tây Hồ và Bắc Từ Liêm. Trong quá trình làm ăn, Hương liên kết với một số người khác, trong đó có Hoàng Trung Thành để bảo kê, không cho bất cứ ai cướp địa bàn làm ăn của mình. Nhóm của Hương thâu tóm toàn bộ hoạt động kinh doanh vận chuyển phế thải và vật liệu xây dựng với mức giá cao hơn thị trường. Ngày 9 tháng 8, nhân viên của Hương phát hiện có một đội thợ khác đang dọn phế thải tại công trình xây dựng trên địa bàn nên lập tức báo cho Hương và Thành. Ngay sau đó đàn em của Hương trong đó có Thành và Đặng Văn Thanh đã mang theo hung khí đến công trình xây dựng trên, chờ xe chở phế liệu của đội thợ khác để chặn đầu, đe dọa. Khi xe tải chở phế liệu do anh Nguyễn Văn Tê, 30 tuổi, trú tại Thanh Hóa, điều khiển đi từ công trình xây dựng ra đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, quận Tây Hồ, thì tất cả nhóm Thanh, Thành đuổi theo. Ngay sau đó, Thanh và Thành xuống xe đi bộ chặn đầu xe, đập tay vào kính chửi bới, dùng gậy đập phá xe của anh Tê, làm vỡ đèn, kính xe và khiến anh bị xây sát. Hoảng sợ, anh Tê nhấn ga bỏ chạy và đến công an quận Tây Hồ trình báo. Đến ngày 26 tháng 8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã phát hiện bắt giữ Thanh và Thành khi các nghi phạm đang trên đường lẩn trốn. Hiện công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các nghi phạm có liên quan.